Rồi thì đầu tiên là chào mừng các bạn khán giả đã tới với buổi talk show ngày hôm nay cùng với Sài Gòn Buffalo HMED và khách mời thêm nữa là Linh Cao Thủ để có những cái trao đổi thêm về chuyên môn. Bởi vì cặp đôi này như các bạn cũng đã từng biết là duo với nhau khá là nhiều ở một khoảng những khoảng thời gian mà Linh Cao Thủ còn là cao thủ. Thì đầu tiên HMED em có thể tự giới thiệu bản thân chút xíu được nếu mà cho những bạn nào chưa rõ về cái hành trình sự nghiệp của em trong 3 năm vừa qua. Ok, xin chào tất cả mọi người đang xem trên kênh livestream của anh Hoàng Lương. Em là Lâm Hồng Nhôi, em 19 tuổi và hiện tại em là top đen của đường chơi của SGB. Rồi, SGB thì theo như anh biết ở khoảng thời gian ban đầu thành lập thì mà đặc biệt là tới cái thời điểm mà đẩy em từ đội nhỏ lên thì cái đội hình đó là do Ren tuyển hết hả? Đội hình DPL á. Đúng rồi. Là do anh Gen tuyển hết thì team hiếu top ở thời điểm đó, khi mà Minh Lộc out Phong Vũ, team không có top nên anh Gen đã đồ em lên đánh top luôn. Nhưng mà Ren tuyển em là theo kiểu nào, tức là đi đánh giải nào đó Ren nó thấy hay là ở trong răng nó thấy rồi xong rồi nó liên lạc em để kêu em vô đội đánh? Anh Gen tuyển em là theo anh Gen coi em trong răng trước. Coi chỉ coi thôi, không có inbox hỏi gì, sau coi xong sau đó anh Gen mới hỏi em là mày muốn heo chiên không, thì em đã nhận lời mời và đồng ý cái lời mời của anh Gen nên em đi heo luôn. Ai mà tao nghe mày nói chuyện giống đang phỏng vấn trên VTV vậy. Không mà thiệt ra là đúng như vậy mà anh. À. Thì có cái điểm thú vị là thằng Mẹt này nó cùng quê với thằng Na U luôn. Gạch giá Giang luôn, Giang gạch đá, hai anh em nhà nó thường hay chọc là như vậy. Và có một cái điểm cũng hơi tiếc một cái chỗ á, là thật ra là cái đội hình trẻ bây giờ của bên phía Buffalo á, đa phần là Ren có công rất là lớn về cái việc mà tìm kiếm ra những cái tài năng trẻ và vùi đắp cho tụi nó. Nhưng mà cái giai đoạn mà tuyển những thằng như là Hamed, Bull hay là lúc đó cũng có thằng Hero nữa, thậm chí là cũng có giai đoạn mà mấy thằng nhỏ chơi cùng với nhau, nhớ lúc đó cũng có đánh giải có thằng Khánh Hòa nữa đúng không? Nghỉ gôn đúng không? Có nghỉ gôn đó. Nhưng mà tại vì cái thời điểm đầu đó thì hình như là về mặt kinh tế không cho phép á, nên chưa có được có nhiều lắm những cái cơ sở để cho tụi nhỏ nó sinh hoạt. Còn bây giờ chắc là bên phía của Buffalo nếu mà có duyên thì họ sẽ tuyển được thêm nhiều cái tài năng trẻ hơn nữa ở ranh Việt. Ủa rồi lúc đó khi mà Ren nó tuyển thì nói chuyện với em không? Rồi anh muốn hỏi là thường thì mấy bạn game thủ trẻ mà chưa từng đánh đội nào cả, và lúc đó là khoảng chừng 16, 17 tuổi như em, lúc mà vô DPL chắc là khoảng chừng 17 tuổi thôi mà đúng không? Thì có gặp khó khăn gì về phía gia đình không? Và nếu mà có thì đã làm bằng cách nào để có thể gia đình đồng ý cho em lên chuyên? Thì hoàn cảnh gia đình em lúc đó cũng là khó khăn. Ba mẹ em đã không còn sống chung với nhau ấy. Nên nó kiểu cũng bớt đi một phần, gọi là kiểu đôi khi bị khó thì hỏi ba mẹ không cho. Nhưng mà lúc đó em đã không, em sống một mình rồi. Cho nên là chỉ còn mỗi nhà nội em, thì lúc đó em kêu với nội là em muốn con muốn theo cái game này, con muốn lên Sài Gòn. Rồi bà nội em thì hỏi lên Sài Gòn mình làm cái gì các thứ. Rồi thì mới inbox hỏi anh Gen, kêu anh Gen để nói chuyện với bà nội em cho bà nội em đỡ lo. Là cho Ren chat Facebook với bà nội luôn hả? Dạ, cho kiểu gọi điện để nói chuyện với bà nội em. Nhà là em sống kiểu với bà nội không ở với ba mẹ hả? Không, em sống với bà nội em với cô em. Từ nhỏ luôn không hay là bắt đầu lớn lớn lên? Bắt đầu lớn lớn rồi, bắt đầu học cấp 2 này kia. Nhưng mà vậy chắc là nội dễ đúng không? Xin cái cho liền hay có khó khăn gì không? Không, xin không cho liền, kiểu sợ tại vì em mới 16, 17 tuổi rồi. Nhỏ xíu lên Sài Gòn có biết gì đâu. Ý là người ta sợ bị bắt cóc ấy à. Buôn bán cái thứ, rồi hoặc là người ta dụ, người ta chơi dụ chơi cái này chơi cái kia đó, cho nên sợ. Vậy đừng đừng cho em biết là em chơi với Linh nha, đừng cho bà nội em biết là em chơi với Linh nha. Không, mà thật ra cũng hợp lý á, cái khúc mà mới gặp thằng Hamed lần đầu ở bên chỗ quận 7 á, là nó nhỏ xíu à, chứ chưa có chỗ mã như bây giờ. Bây giờ thì cao rồi, lớn đẹp trai rồi, hồi xưa tóc quăng kiểu dạng giống như mấy thằng bây giờ bị thúi Ấn Độ bây giờ bá tánh nó được kiểu là nhưng mà thật ra thì Hamed nó chưa kể cái giai đoạn mà nó rất là mê cái game Liên Minh này á. Có giai đoạn mà em làm ở phòng net mà đúng không Hamed? Em cái giai đoạn là em làm ở ở quán nhậu ở một cái nhà hàng ở dưới Gạch Giá của em, thì em làm bắt đầu là từ 12 giờ trưa, em làm tới 12 giờ tối.
rồi xong rồi vừa làm tan ca xong thì cũng có mấy anh ở trong trỏng, mấy anh chạy bàn rồi mấy anh quản lý này kia, mấy anh đó cũng chơi liên minh, thì đỡ cái người ta thấy mình chơi đánh hay, người ta rủ chơi chung thì người ta bao tiền nước rồi tiền ăn này kia, tiền giờ, rồi cái chiều buổi tối đó là em chơi tới từ 12 giờ em chơi tới ba gần 5-6 giờ sáng, 5-6 giờ sáng là em đi về, em ngủ, em ngủ tới trưa xong em 12 giờ dậy em đi làm tiếp. Vậy là có kinh nghiệm gánh mấy anh già từ hồi 16 17 tuổi làm quán nhậu rồi đúng À không? đúng rồi Là đúng rồi. đồ gánh mấy anh già lên rồi rồi được người ta trả tiền net, tiền nước này nọ các thứ. Hàng chi đường linh linh cao thủ mượt dữ vậy. Ủa mà anh lúc đó làm phục vụ là ban ngày đi làm xong rồi tối chơi hay là chơi lúc nào? Ban ngày em đi làm, em làm từ 12 giờ trưa tới 12 tối, buổi khuya mới chơi, Chơi thường từ thường sẽ khuya. vô đánh chung với mấy ổng một hai game gì đó, rồi em sẽ vô đánh xếp hạng đơn để em luyện kỹ năng của em. Rồi cái khoảng thời gian đó, trước đó trước khi bằng Ren nó BMM lần đầu tiên đó, thì em có bao giờ em nghĩ là mình sẽ trở thành game thủ chuyên nghiệp không, hay là em có coi giải, hay em có một cái mục đích nào khi mà chơi game không? Có kiểu em đã kiểu có ước mơ là em thành game thủ chuyên nghiệp từ hồi em còn đi học trung học rồi, học cấp 2. Sau đó còn kiểu như anh Vũ BM này kia là em không có muốn đi tới rồi, chỉ đi AD thôi, thì em gắng luyện là em về nhà em vừa đi học xong là em về là em chơi game liền luôn, vâng, em dục cặp rồi xong cái em chạy ra né em chơi liền luôn. Là hồi đó là mê Vũ hay là mê ai của BM? Nếu kiểu là thần tượng hay là thích ai nhất? Thần tượng á, em không có là kiểu như em thấy một đội tuyển thôi, này em cảm thấy được lên sân khấu rồi được đánh được fan cổ vũ cái thứ, nên em kiểu có ước mơ hết làm cái phụ chuyên nghiệp. Là fan BM hả? Vâng, Có ghét sao chút không? không anh này Không anh ơi, anh lớn nghe không, anh không thấy ai cũng khéo chưa? vậy, cũng biết ăn nói rồi. Ok, thú vị ha. Và thật ra thì em hay nói chuyện với Ren về cái vấn đề của Hamed á. Nó là một cái thằng tuyển thủ mà không có chọn đường, nó không có chọn role, mà role chọn nó. Đa phần đó, nó sẽ xác định là đánh vai trò xạ thủ ở trong một cái team. Lâu lâu cũng có đánh đi rừng đồ các thứ nữa, nhưng mà đa phần là sẽ là xạ thủ. Nhưng mà chắc là thế thời đưa đẩy xong rồi nó top lane chọn thằng Hamed. Vậy nên anh chuyển nhanh nhanh tới cái đoạn mà chuyển AD với lại top đó, thì là lúc đó là team thiếu đúng không? Nhưng mà anh nhớ lúc đó là có thằng Bull, chưa đủ tuổi, là Dạ, thằng kiểu như là Bun nó sinh sau em tháng 5 hay sao á, nên tới lúc đó nó vẫn chưa đủ tuổi, rồi mới anh đồ mới dịch anh game mới đồ em lên. nhưng mà thời điểm đó là có nghĩ là lâu dài ở cái vị trí đường trên hay không thôi, là hay là chỉ là trám tạm thời rồi đợi thằng Bull hay là làm sao đâu thời điểm đó? Em tới lúc lúc mà ngày anh game đi top anh, tự nhiên em bắt đầu cảm thấy trong não của em là em dần rời xa cái vị trí AD của em rồi đó, cho nên lúc mà vô đi top xong là em không còn kiểu suy nghĩ là mình sẽ đi top tạm thời thôi, rồi từ rồi khi nào mà thằng Bull nó đủ tuổi nó lên thì mình sẽ quay về vị trí AD. Từ đó là xác định là top luôn. Vâng, em xác định là em đi top luôn, em không có còn đi AD. Là ví dụ cái đợt đó là em muốn đánh ở đường trên, là em muốn đánh chuyên nghiệp, tại của mình có cơ hội được đánh chuyên nghiệp mà không Vâng. phải chờ khoảng thời gian nữa, là em xác định em đánh top, hay là nó hay là cái nguồn cơn nào để cho em thích thích cái vị trí ở đường trên hơn là với cái vai trò xạ thủ trong một team, tại vì trước đó là em đánh xạ thủ, đánh em đánh theo kiểu Viper, đánh theo kiểu hơi hổ báo chút xíu ở đường dưới thì đánh cũng khá là, cá nhân anh thấy nha, cái lối chơi của em nó khá 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 là áp đảo, nó gọi là thiên về tấn công nhiều á ở khu vực đường dưới. Vâng. Thì cái lý do nào mà em quyết định là lựa chọn mình sẽ chọn khu vực đường trên luôn? Em thì tới thời điểm đó em suy nghĩ như vậy là bây giờ không có người đi top thì đây là cái cơ hội của em, thì em sẽ nắm bắt được cái cơ hội này theo ý kiến riêng em nha, và em sẽ một là em là lên luôn, hai là em sẽ đi xuống. Trong lúc đó em sợ, em suy nghĩ là mình cạnh tranh với anh bọn không nổi rồi thì mình gán dự bị cái thứ này kia thôi, còn cái đứa em sợ là nếu mà em không đi top thì kiểu lâu ngày em sẽ cũng chen dự bị danh còi rồi, một ngày nào đó em sẽ bị kích, nên em sợ vậy, cho nên khi mà có cơ hội đi top ấy em nắm bắt cơ hội đó em đi top luôn. Hiểu. Như vậy tức là đây em nhìn nhận cái việc chơi đường trên là một cái cơ hội để em phát triển, chứ mà thêm dự bị cho con còi nữa chắc là cơ hội nó sẽ chưa tới ngay thời điểm đó đâu, mà nhiều khi nó trôi qua luôn.
Nhưng mà vậy thì anh muốn hỏi là nếu như bây giờ trong trường hợp là em được chọn á, kiểu như là em được chọn và mình sẽ tiếp tục cái con đường game thủ chuyên nghiệp của mình là đường trên hay là xạ thủ á, thì em có về em nghĩ là em vẫn thích xạ thủ hơn, tại vì đó vẫn là cái lựa chọn đầu tiên của em mà đúng không? Em chơi game rồi lựa chọn đầu tiên của em là xạ thủ. Không, cái này em có một cái bực mí nho nhỏ là trong một cái giai đoạn là đã có cái cơ hội lựa chọn lại dành cho Hamed à, ở trong cái đội hình đến từ bên phía của Buffalo. Rồi Hamed có thể chia sẻ thêm về vấn đề này. Dạ đúng rồi, là có một lần là khi mà bên ở DBL là lúc mà anh Nị, anh Yuna với anh Eric là làm chỉ xem huấn luyện viên. Ừ. Lúc đêm mới bị kích anh. Là lúc đó em định đi AD rồi, là đã tuyển một thằng top rồi. Ừ. Em với thằng Style cạnh tranh AD với nhau. Rồi. Thì mùa đó em định đi AD, rồi xong cái do cái bạn mà đi top á đi đánh không hay. Ừ. Và cũng không đạt cái mức trung bình. Cho nên là không qua đi top nữa. Với lại là một phần là do em bị khu điểm trong gang của Style có khoảng trăm mấy điểm á. Ừ. Cho nên cái là em bị bắt đưa đi top luôn. Là kêu thôi giờ tem không có top rồi, em cố gắng lên đi, em giúp tem BB. Rồi em cũng lên đi top luôn, em cũng. Vậy kiểu như số phận nó cứ bắt em đánh top đúng không? Nhưng mà kiểu như anh muốn hỏi là thực sự là em thích cái vai trò nào hơn? Tại vì vai trò xạ thủ thì em chưa bao giờ thi đấu chuyên nghiệp, mà hiện tại thì em đã thành danh với một vị trí khá là vững chắc ở đường trên. Thì kiểu như là em khi mà em thi đấu em cảm thấy em thích cái vị trí nào hơn khi mà em đánh? Em vẫn thích vị trí đi AD hơn. À. Kiểu em cảm giác là em sẽ là một người mà gồng gánh cả tem trên cái đôi vai của em. Rồi hiểu, tức chứ là mà rồi nói hãy chăm sóc và bảo vệ em ở giai đoạn ban đầu đi. Ừ. Rồi giữa game tới cuối game em là một con quỷ. Rồi. Tức là vẫn thực ra về bản chất là vẫn thích cái vai trò xạ thủ hơn. Tại anh này cũng hiểu, tức là mọi người mà xem Liên Minh thì thực ra chắc là mặc dù là mỗi thời cái meta nó sẽ khác nhau, nhưng cái cảm giác của một xạ thủ thì cái định nghĩa gánh team nó vẫn sẽ rõ ràng hơn đúng không? So với lại đường trên. Vậy thì chắc là anh hỏi về về cái đánh giá của em, ví dụ như bây giờ em đang chơi ở vị trí đường trên, em vẫn nghĩ rằng cái đường trên cái khả năng gánh team nó không bằng xạ thủ à? Thực tế như thời điểm hiện tại em nghĩ như thế nào? Em nghĩ thì đường trên á, nếu mà xanh thì nó cũng không gánh to xạ thủ. Vì em đã một lần em được coi và em được nghe bởi anh Gen nói là ở còn họ Phong Vũ là Phong Vũ trên với Genji là anh Lộc gọi Melas găng găng gắt cổ bao nhiêu sát là cặp bot Google nó trả bấy nhiêu sát lại, cho nên là với em đánh trong găng và trong giải cũng vậy nữa, em cảm thấy khi mà cái lane top xanh nó khó gánh hơn là cái lane bot rất là dễ. Anh đang sợ mày tư tưởng mà bị lệch lạc mà tính nói mùa giải rồi em quá trời xanh mà đội em nó cũng không tốt lắm, cho nên em nghĩ là top xanh gánh không nổi. Có nghĩ vậy thiệt không? Dạ không anh. Em kiểu xanh thì mình xanh mà chẳng nó thua thì cũng một phần do mình thôi, tại vì mình có trách nhiệm, là mình đã có tầm đa này kia mà mình không gánh được tem thì cũng là lỗi một phần do mình. Nhưng mà em nghĩ là đó, nhìn chung về cái mặt vận hành của game nó khiến cho vai trò xạ thủ nó quan trọng hơn theo góc nhìn của em, hay là do những cái meta thời điểm hiện tại thôi? Tức là cái chuyện mà cái cảm giác, em nghĩ là cái cảm giác mà xạ thủ mới có khả năng gánh nó cao hơn á, là do meta hay là do nhìn chung cái game này nó vẫn sẽ phải phụ thuộc vào xạ thủ ở giai đoạn sau? Dạ, theo em thì em vẫn là do nhìn chung thằng AD à. Tại vì thằng AD á, nó là một cái lượng sát thương vô tận ấy anh. Nó không có dùng kêu kỹ năng này kia, ví dụ mà hết mana nó còn dạ còn đòn đánh thường này kia, còn ví dụ AB quăng nguyên combo đó là phải đợi thời gian câu đao các thứ di chuyển các thứ, còn mấy thằng tăng cũng vậy, sát thương cũng vậy khi mà cái thứ. Còn thằng AD là lúc nào cái đao của nó vẫn kiểu vô tận nó cứ gây liên tục gì hoài. Cho nên nó em cảm nhận AD là cái vị trí cánh tay mạnh hơn. Nhưng mà như vậy bây giờ anh đang nghĩ là khi mà cái góc nhìn của em, nhiều cái này anh hỏi cái nếu mà có nhạy cảm quá thì thôi nha, thì có em có phải có cảm giác lúc nào em cũng sẽ hơi gây áp lực với thằng xạ thủ trong đội của mình hay không? Tại vì anh có nhớ tới, em không biết có nhớ cái đoạn mà thằng Nghĩa im không? Phát ngôn. Thì em có nghĩ đầu tiên là chung chung một chút xíu là em có nghĩ là vì cái góc nhìn của em như vậy mà có thể em sẽ vô tình em tạo áp lực lên thằng xạ thủ trong đội không? Thì em thì mục tiêu em đặt cái gì em cũng nghĩ là sẽ có một cái áp lực gì đó vô hình cho tới AD. Là kiểu lúc nào đánh với em thằng AD phải xanh.
xanh hơn em, tại vì nó là cái chủ lực mà, cho nên là cũng kiểu phải kỳ vọng vào mấy thằng AD team em rất nhiều á, kiểu phải xanh phải gánh cái game này. Thì em trong tập luyện hay là thi đấu em có thể hiện rõ cái kiểu suy nghĩ đó của em không? Tức là xạ thủ là một cái trọng trách rất là lớn trong đội, và em sẽ làm sao cho thằng xạ thủ của mình nó lúc nào cũng xanh. Tức là bản thân em có khi thi đấu á, em có thi đấu với một cái tư duy là tôi phải làm cho xạ thủ xanh không? À, theo em thì khi em thi đấu thì cái tư duy của em nghĩ là em sẽ lo cho bản thân của em trước, em phải xanh trước, thì AD chắc chắn là cái em mà cần phải xanh để gánh được team, nhưng mà em phải lo cho bản thân em trước, nếu mà AD nó có phế thì em cũng sẽ gồng gánh hay kéo lại được cái game đó, và em sẽ là người gánh team luôn, thay mặt nó gánh team luôn. Tại vì kiểu dạng cái góc nhìn vừa rồi nó anh đang cảm thấy hơi bị mâu thuẫn một chút xíu á, là ví dụ như là em rất là yêu cầu cao ở trong cái vai trò xạ thủ ở trong cái team mình, nhưng mà bản thân của em thì chính bản thân của em cũng chơi một cái lối chơi tấn công ở khu vực đường trên, và khi mà em xanh được rồi thì em sẽ gánh theo cái phần đam, nó giống như cái cách vận hành trong xuyên suốt vừa qua của cái meta của kỳ chung kết thế giới, khi mà tất cả những đội tuyển đều đánh lên cánh trên, và cụ thể nhất là những đội tuyển như là RNG hoặc là Sudin bên phía của LPL á, thì họ thường xuyên là vận hành theo cái cách đó, lấy cái lợi thế đến từ Sahu cũng như là Bin ở trong giai đoạn về giữa. Thì anh nghĩ trong giai đoạn vừa qua thì meta nó chuyển dịch lên khu vực đường trên khá là nhiều, và nhiều khi là em đang có bị hai cái luồng suy nghĩ mà nó khiến cho cái cách vận hành game của cái team mình nó gặp vấn đề không? Là em vừa muốn mình có được tài nguyên khi mà em chơi tấn công, mà em lại vừa muốn xạ thủ của em xanh để có thể đồng hành cùng với em trong cái việc mà gây sát thương. À, theo suy nghĩ của em là như hình ảnh nó là thằng AD xanh, kiểu không phải là ăn mạng hay kia, nó chỉ cần giữ vị trí và chỉ có chỉ số lính tốt và ăn mạng, kiểu không cần mà đánh ổ báo này kia. Nếu mà em cầm là AD cái gì em cầm tướng sát thương, còn mà em cầm tăng trên top hay những con phong hòa thì em có thể đánh nhường tài nguyên cho các bot, và em sẽ không cần em phải bắt buộc phải xanh phải lên gank ở các trụ gì hết, và một mình em sẽ tự làm điều đó trên top luôn. Nó kiểu như là tùy thuộc vào cái điều kiện thắng của team đúng không? Và cái yêu Đúng. cầu của em trong cái vai trò xạ thủ khi mà em chơi tấn công á, là xạ thủ phải phá được những cái thế lính mà tích quay ở đường dưới để tránh bị die hay là tránh bị mất CS đúng không? Đúng. Thì rồi rồi ok. Thấy chưa anh Lu, thấy chưa, thấy cuộc nói chuyện của thầy trò đầy chuyên môn Ủa nãy anh có hỏi trước khi vô đây, anh có hỏi Linh là ủa em có nói chuyện nhiều với thằng Hatmat không? Thì thật ra Linh nó kêu là không. Vậy thì ngoài những cái lúc mà nó kêu em vô gánh lên cao thủ thì cái mối quan hệ này nó ở ở mức nào vậy Hatmat? lại nghĩ cháu ít, cháu ít tối, cháu trên ít tối. trên tình bạn dưới tình thầy á anh, tối tôi cho Trên tình bạn chút xíu mà chưa tới thầy đúng không? Mới một dạ đúng người rồi bạn trong team thôi đúng không? đúng rồi Thì đúng rồi có nói chuyện về game nhiều không? Em với Linh có nói chuyện về game nhiều sẽ có khi hãng thì sẽ có nói chuyện gì em nhiều, thì nói không? về mấy giải các thứ. Đúng rồi, có trao đổi một vài những cái giải và cái kèo chất tướng, nhưng mà thật ra em cũng hạn chế lắm, tại vì Ahmed nó ở bên phía của Buffalo á, rồi mình là bên phía của VTV đơn vị vận hành giải, thì em cũng hạn chế nói chuyện về những cái thứ, chỉ trao đổi về mặt chất tướng thôi. Ví dụ như là phiên bản cập nhật lần gần đây nhất em nói chuyện về game với nó là cái con Teemo đường trên đó, trong cái giai đoạn mà Teemo được buff á, thì em có hỏi nó là có thử chơi con Teemo đường trên hay chưa, nó kiểu kiểu như vậy, rồi cái đánh giá sơ bộ về cái sức mạnh của vị tướng Teemo này như thế nào. Thì thường là em rất là thích nói chuyện với những cái bạn tuyển thủ, tại vì những cái bạn đó là những bạn mà đánh trực tiếp ở cái mức độ cao nhất của con tướng đó, thì mình sẽ có cái góc nhìn của tuyển thủ về cái Candy kèo chất tướng Panda chẳng giúp hạn, Lu mua cả rồi cái sau đó em xoài sẽ nhận 50.000 định đồng. sơ về cái chất tướng khác theo cái quan điểm cá nhân của mình, rồi mình coi giải nữa thì mình sẽ có một cái kết luận mà nó sẽ sát nhất với cái thực tế. Tại vì những cái bạn game thủ nha, sẽ có những cái bạn mà cái góc nhìn của bạn đó hơi chủ quan, nó không bao quát như là mình. Ví dụ như bạn đó xử lý được cái kèo đó tốt, và bạn đó làm thật sự rất tốt trong những cái buổi tập luyện hoặc là những cái buổi đánh tranh của bạn đó, làm đúng y chang thắng được cái kèo đó, nhưng mà trong một cái trận đấu giải thì nó lại có yếu tố của rừng nữa, nó khắt khe hơn, thì mình sẽ bao quát được nhiều. Và trong cái vai trò là người theo dõi với lại những cái kiểu dạng người đã từng làm cái công tác huấn luyện đó, thì em nghĩ là nếu như mà những cái người làm công tác huấn luyện họ bổ sung thêm cái phần đó dành cho những tuyển thủ để cho cái tầm nhìn của tuyển thủ nó bao quát hơn, thì nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Ừ, thì Linh mới nhắc một cái điều mà anh cũng đang tính hỏi, thì khi mà em thi đấu xong em xem lại
giải đấu, thì có bao giờ em cảm thấy là cái đánh giá của bình luận viên về một số cái vấn đề về chuyên môn cụ thể trong xung quanh khu vực đường trên đi, thì em có cảm thấy là có những cái gì mà em thấy rằng nó khác với những gì em nghĩ không? Ví dụ như là về mặt chất tướng hay là đánh giá một cái tình huống nào đó cụ thể chẳng hạn. Em nghĩ là lâu lâu đôi khi cũng mấy anh đừng gì cũng sẽ vấn đề am hiểu về cái đường trên nào là cũng như kèo chấp tướng hoặc là đọc những file cho anh thì cũng có kiểu sai một chút ha. Thì em có thể chia sẻ thêm không? Tức là em cảm thấy là sai cái này là do thực sự là, tại vì hồi nãy Linh có nói một cái đoạn mà anh không biết là em có nghĩ tới không, tức là cái góc nhìn của các bạn huấn viên thì em sẽ bị phụ thuộc vào chuyện là kỹ năng của em cho phép em làm cái điều đó. Trong khi đó ví dụ như góc nhìn của bình viên thì tụi anh sẽ nhìn theo nhiều hướng khác nhau và tụi anh sẽ đặt trường hợp là tôi không thể dùng giải quyết mọi thứ bằng kỹ năng được mà sẽ là những cái yếu tố xung quanh khác. Thì em có nghĩ về điều đó hay không, hay là tại vì cụ thể kiểu em đánh cái kèo này em lúc nào em cũng thắng được, bây giờ kỹ năng của em tốt và con tướng này con tướng em thuận tay, thì một số trường hợp cụ thể như vậy? Em nghĩ là kiểu mình muốn này khi am hiểu các tướng thì mình phải, thứ nhất là mình phải có kỹ năng, thứ hai là mình muốn bớt đẩy này kia thì mình cũng phải biết dòng gừng của đối thủ và kèo chắc tướng khi nào nên chay khi nào nên không chay, và khi nào mình mạnh hoặc là đối thủ mạnh thì mình có thể hiểu được những cái đó thì mình có thể tận dụng phát huy được cái sức mạnh của mình khi đi đường với đối thủ. Thì có bao giờ có một cái vấn đề góc nhìn cụ thể nào xung quanh khu vực đường trên mà em cảm thấy rằng nhiều người đánh giá không đúng nhưng mà cá nhân của em lại cảm thấy nó khác hơn không? Một cái gì đó nó cụ thể hoặc nó rõ ràng hơn chẳng hạn. Ví dụ như là cái kèo tướng nào mà em nghĩ là mình có thể xử lý trên cái thế thua tốt á? Trên thế thua em nghĩ là về kèo tướng hay sao? Hay là nói chung là anh muốn hỏi là có một cái gì đó mà em thấy rằng thí dụ bình luận viên nhận xét theo hướng này nhưng mà em nghĩ theo hướng khác mà em cảm thấy là mình cần phải chia sẻ để mà mọi thứ nó rõ ràng hơn, có góc nhìn của một vận động viên. Thì em hiểu em ạ, cái mà chính xác nhất là kèo về gì nó tông và con on ấy. Rồi rác tông và on rồi thường ok là, vâng là Hường Dĩnh vườn lượng viên hay nói là con gì nó tông sẽ win con on kiểu từ đầu tới giữa tới cuối luôn. Rồi nhưng mà trên góc nhìn của vận động viên của tuyển thủ là con on sẽ tới một khoảng thời gian nào đó kiểu có như có máu có cục lửa trong người có mạnh giáp gai thì kỹ năng người đó chơi con on hay thì sẽ chay win được và có thể đẩy và có thể giết được con gì nó tông, chứ không phải là con gì nó tông trên kèo hoàn toàn con on. Đồng ý ở cái chỗ kiểu là như vậy, nhưng mà có những cái thời điểm á, ví dụ như là nó sẽ là có những thời điểm, ví dụ như cá sấu thì nó được quyền chủ động thiết lập ít nhất là 3 quay lính đầu tiên ở trong cái kèo thi đấu này, còn cái việc mà phá được hay không á là do con on. Thì bởi vì vậy nếu như một đội tuyển mà kiểu dạng không muốn bị con on bị đai trụ ở trong cái tình huống thiết lập đầu tiên á thì thường là họ có cái vòng rừng mà nó không ảnh hưởng nhiều, nếu như họ không hình thành một cái điều kiện thắng ở khu vực dưới thì họ có cái vòng rừng cover dành cho on. Lúc đó là on lên được cấp độ 4 là đã ok rồi, thậm chí cấp độ 3 là đã ok rồi, không thua kèo đó nữa. Ê, cái này như anh thấy đó, anh hiểu rồi nè, tức là góc nhìn bình luận viên là cá sấu là có ưu thế tại vì tụi anh thường thấy là cá sấu được chọn sau hoặc là thậm chí là chọn chặn đầu con on. Mà giờ hát mệt nó kêu là on cơ sở để thắng là có nhiều, chắc lát nó ra làm kèo Linh cá sấu với lại hát mệt on ghê là như nào để giải quyết nữa. Hồi xưa anh thấy thằng Zeros nó đâm bằng ren không, nó đâm 7 nhát chí mạng, 7 nhát điểm yếu vô thằng mệt nó cầm cá sấu nó quẹt em chết. Không, anh đang nói là em cầm cá sấu xong rồi hát mệt nó cầm on, là tại vì hát mệt nó kêu là con on là con khỏe hơn mà. Vậy nó hút em chết rồi. Thì đó thì không mà thật ra nói chung là cũng rất là nhiều những cái trường hợp mà nó tùy. Ví dụ như em thấy được rất nhiều những cái tuyển thủ, bây giờ mình đang xét về những cái kèo tướng khu vực đường khác ha, em thấy rất nhiều những cái tuyển thủ họ đòi hỏi nhiều. Ví dụ cái kèo Lập Lăng và Victor ở trong giai đoạn vừa qua của giải đấu VSET mình, thì em có hỏi tuyển thủ vô địch ở trong kỳ vừa rồi là Yado, tại vì cá nhân em nhìn nhận á là con Lập Lăng nó có thể đánh được cùng với con Victor. Thì sau khi cái trận chung kết đó kết thúc thì em mới bắt đầu em trao đổi nó nhiều hơn, tại nó cũng sẵn sàng, nó cởi mở, nó chia sẻ. Thì nó cũng đồng ý là đánh được, nhưng mà nó đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn và nó đòi hỏi nhiều thứ hơn đến từ hàng rừng. Thì khi đó thì team CBS sẽ tốn nhiều cái tài nguyên dành cho khu vực đường giữa. Và khi mà nó đánh cái kèo đó thì nó bắt buộc là phải có tài nguyên đó, chứ mà nó không kiểu dạng đánh mà kiểu dạng đánh thủ hòa đồ các thứ là nó không đánh được kèo đó nữa. Thì nó tùy vào cái góc nhìn và cái góc vận hành cái con tướng của vận động viên nhiều hơn ở cái kèo tướng.
Thì cái góc nói thêm về cái góc nhìn về chuyên môn á, thì ngoài Linh ra thì em có trao thường xuyên trao đổi với ai về game không, mà em cảm thấy là người đó sẽ giúp cho em có thể có được những cái hướng suy nghĩ hay là những cái kiến thức mới về game mà em có thể áp dụng vào khi thi đấu. Mỹ ngoài Nga chắc chỉ có mỗi game thôi, thì em sẽ Rèn. thường, vâng, em sẽ thường Không hay không đúng hỏi, em sẽ hỏi mấy cái kiểu mấy cái mà đọc giao gì mấy cái giao tranh, và sau giao tranh tình huống nó thua hay thắng mình làm gì, và hỏi game khi mà mình rơi vào mấy thấy khó thì mình sẽ làm sao, kiểu mấy cái thế mà mình phải hy sinh mình chết, mình bút trụ bút nhà của nó để câu kéo người xuống để cho em mình có cái thế ở mid hoặc là ở trên top mà đẩy mở ra cái cánh để kiểm soát những cái tài nguyên mục tiêu lớn. Còn coi những cái kèo tướng này kia thì em sẽ tự coi, em tự học ở trên YouTube về mấy tuyển thủ LPL, LCK chẳng hạn. Ví dụ như khi em coi những cái kèo chất tướng đó thì có một người chơi đường trên nào mà em thường xuyên coi không, để có thể và em cảm thấy là người đó là người có thể em có thể học được nhiều thứ và áp dụng được nhiều thứ khi thi đấu không? Nước ngoài á hay Đúng sao? rồi, đúng rồi. Nước ngoài hay cả Việt Nam cũng được, em có thể kể là những người nào mà em đã từng cảm thấy là mình có thể học được nhiều thứ khi mà coi người này thi đấu. Em nước ngoài có em coi thường em hay coi Zed, Bin, Tahu, Nuri. Rồi, bốn Có mấy nào. người đó để em học những em có thể áp dụng được những cái kèo từ trong mấy clip và em áp dụng vô gan và trong gan em áp dụng vô giải. Còn Việt Nam chắc coi Lộc á. Giờ còn coi không? Ý là Minh Lộc hồi đó thì anh biết là chắc chắn ở Mỹ, Minh giờ Lộc còn đó coi Minh có Lộc không? giờ em coi nào mà em muốn kiếm gì hài hài vui vui thì em vô em coi Minh Lộc. Nó gài vô cái đó nó cắn cái liền luôn. Em với Lộc thân không, anh thấy tụi bay hay ghẹo ghẹo nhau trên Facebook nhiều mà Có giờ vẫn chơi hồi thân. xưa nhờ em chiên trứng giữa tô hoài cho nên không. Vậy thôi, nhân tiện gì nói về Z, anh đây của cái rất là thú vị nè. Em biết về thằng Z của T1 từ khi nào và bây giờ em đang theo dõi nó nhiều không? Em biết từ lúc em ấy thì em không có theo dõi từ cái lúc mà em theo dõi từ lúc mới debut lên, dẫn nó như đánh con gì ta, em nhớ là Gna. Em ấy có thấy thằng này nó đi kèo gì đi kèo tốt quá, kiểu cái kèo đó mà mình làm không được đó, nhưng mà tại sao nó làm hay như vậy thì em bắt đầu coi từ đó. Thì em coi rớt cái em học được, em được biết được em cách đánh con O gì, đánh con Assassin, con Chinn đạp các tướng, thì coi chết thì em sẽ học được nhiều, luyện thêm nhiều ý tướng mới. À, vậy thì khi em coi một người chơi đường trên đó, thì em đánh giá cái gì làm khiến cho em cảm thấy là ấn tượng một người chơi đường trên, ví dụ ở nước ngoài đi, là cái kỹ năng hay là tư duy, em nhìn thi đấu em có nhận ra cái điều đó không? Là một người nào mạnh về kỹ năng, người mạnh về tư duy. Có mạnh về kỹ năng thì em sẽ coi những người mà có kỹ năng trước, tại vì cái đó cái thứ em đang thiếu. Em sẽ coi những người kỹ năng BK mạnh như là Zed, Bin, còn coi mà đọc về mà chơi về não á là em sẽ coi Sahu. Sahu anh ta tích mấy cái quay và di chuyển khá là ghê. Như vậy là hiện tại em đang đánh giá là em đang thiếu cái phần về kỹ năng hả? Tức là xử lý chất tướng, xử lý con tướng hả? Dạ vâng, em kiểu em sẽ xử lý giờ em dùng những rất là nhiều kèo rồi, và có những kèo lạ hoặc là em chưa đánh hoặc là thì em sẽ cần thêm coi thêm để em bổ sung thêm kỹ năng của em vào. Vậy thì ở VCS em nghĩ là em kỹ năng là chưa đủ, vậy thì em có bị ấn tượng với một đối thủ nào ở đường trên ở VCS mà em cảm giác là kỹ năng của con này nó rất là khó chịu và em cảm thấy khó khăn phải đối đầu với nó không? Không phải là ngay bây giờ mà cả từ khi từ đầu em mới bắt đầu thi đâu. Mới bắt đầu thì em nghĩ là Minh Lộc thôi, còn giờ em đối đầu ai cũng vậy, mọi người đều bình bình thường giống như chen nhau. Hồi đó ủa có đánh gặp đối đầu với Lộc rồi mà đúng không, khi Lộc nó qua các đội Có khác thì cảm giác rồi khi đánh với chơi nó như chơi nào? với Gam, họ cảm giác là lúc đầu đánh với Minh Lộc thì kiểu là anh ta kiểu vô địch rồi, lúc đó vẫn là còn là top số 1 của VCS mà bị ba mới chặn đầu thôi. Thì sau khi
lại lộc thì kiểu gán sẽ là gán cầm ngoài với gót đi là xem mình có thể đến dưới là mình có thể win được kiểu dạng vậy. Tại thằng lộc lúc đó là nó kiểu có một cái gọi là gì ta, gọi là trong anime hay có gọi là bá khí của nhà vua ở đường trên đó, là nó đánh áp đảo, nó đánh theo kiểu dạng ăn trên đầu trên cổ của ta không à, và nó thường xuyên là nó được bích những cái kèo tốt, nó được bích sâu, bích từ kèo tốt và nó đánh về đúng chất tướng nữa, và nó biết côn rừng, nó biết côn rừng lên gọi để có thể gia tăng thêm cái sức ép. Thì thường trong giai đoạn đó thì hầu như là những cái top lane khi mà gặp Minh Lộc là đều hơi hơi bỉnh một chút. Nhưng mà bây giờ thì cái kiến thức và cái vòng rừng của nhiều người chơi đi rừng ở Việt Nam em thấy tốt hơn rất là nhiều, thì gần như là khó để có thể dominate đường trên được giống như ngày xưa nữa. À, Dạ đúng rồi. vậy à, em nói đi, em nói đi. Là hồi xưa là em thấy anh Lộc là anh ảnh hồi em có ở Phong Vũ, em làm vẫn còn Academy thì em thấy ảnh ngồi coi giải và coi kèo tướng rất là nhiều, và khi đó ảnh chơi game cũng nhiều hơn người khác nữa, cho nên lúc mà đánh giải này kia thì ảnh kiểu vừa đánh tem được vừa biết gọi gừng, và trong khi đó những người chơi khác là ảnh kiểu out người khác là vượt qua cả một bậc rồi, cho nên khi lúc đó đánh trên top kiểu ai gặp dây gót cũng kiểu mình nhúc quần cho không có một đi hòa là hai thua thôi chứ ít khi nào thắng được. Cái câu vừa rồi của Ahmed em nghĩ thêm Giấu nhiều tên khác, Minh Lộc của ngày 942 xưa đã chết rồi. rescan Vừa giỏi mà vừa siêng nữa, trời ơi Minh Lộc ngày xưa. Thì cái hồi mà đây và quay quay ngược lại một xíu, cái thời mà em đẩy đôn lên Minh Lộc á, thì anh muốn nói về cái quá trình mà chắc là bây giờ chắc bản thân em vẫn còn nhớ là Raizo đúng không? Hồi đó Dạ cũng có đúng. một thằng Raizo mới debut là cũng kinh dị lắm, mà gọi là chặt con ai chóc là tan tác đường trên VCS hết. Nhưng mà tự nhiên đùng cái gãy, mà cái này anh đầu tiên anh hỏi vui đây nha, là cái thời điểm mà tụi anh kêu là bắt đầu gãy đó, tụi anh nhuộm cái đầu đỏ. Bây giờ khi mà nhìn lại cái giai đoạn đó thì em nghĩ sao về cái chuyện là tự nhiên đăng xanh cái nhuộm cái đầu đỏ cái đó đi luôn? Thì anh giai đoạn đó cũng khủng hoảng lắm, là đang đánh này kia cũng ok, so với có kiểu anh trong team anh kêu là mày với Merodach nhậm lửa băng đi xanh đỏ đi, trong cái hôm đó Merodach chốt đi nhậm trước mà nhậm cái đầu màu nâu hay sao á, sao cái tự nhiên của mình em nhậm đầu đỏ đỏ chót luôn á, xong nó nóng cái đầu đánh không suy nghĩ được gì đi luôn. Đi ngoài À thiếu thiếu bằng đúng không, thiếu bằng thiếu thiếu bằng bằng của rồi. về thiếu thiếu một cái đầu lạnh không, chỉ có một cái đầu nóng. Nhưng mà nếu nghiêm túc hơn về cái giai đoạn đó thì em nghĩ cái vấn đề chính của cái thời điểm đó là gì, khi mà em đang bùng nổ ở giai đoạn đầu như vậy, xong sau đó là có vẻ như là bị mất cái thế, hay là bị đối phương bắt bài hay sao đó, để mà sau giai đoạn sau thì em không còn được như trước, cái giai đoạn Raizo đó. À, em lần đầu lên em là tân binh nên tâm lý của em là không có vững, với lại em đi trái lên, em đi trái lên của em nữa, nên mà khi mà em đánh ở thế thắng thì em sẽ biết làm kia, còn đánh ở thế thua thì em không biết, em bị hoàn toàn là bị động, và khi thua em không biết làm gì cả, em chỉ chờ pha mà chờ em làm này làm kia thì em sẽ làm theo thôi. Nhớ mắc cười à, Hamed nói mới nhớ lại cái cuộc cái kỷ niệm ngày xưa, là ngày xưa thật ra là bên phía của DBL là thằng Trung Ballet nó côn chính, thì em không muốn điều đó nó diễn ra hoài nên em mới cho tụi nó là tập côn với nhau, tập đưa ra thông tin tại thời điểm năm 2019 là có những cái buổi trên mà em không có cho Ballet nói gì hết, là để cho bốn thằng kia chủ động để có thể trao đổi thông tin. Lúc đó thằng Hamed nó trao đổi thông tin nhiệt tình lắm anh, em nhớ đánh con Irelia ở đường dưới nó trao đổi thông tin nhiệt tình lắm, cái bốn thằng quay lại chửi luôn. Kiểu dạng nói tào lao á, nói từ lừa đồ các thứ á. Nhưng mà thật ra trong giai đoạn vừa qua thì anh nghĩ là cái này là cái tiến bộ rất là lớn đến từ Hamed, khi mà em đã có được một cái việc mà trao đổi thông tin tốt, ngoài cái việc mà em nghĩ là mình chơi với những cái người mà hợp tuổi là bằng ngang bằng với em á thì nói chuyện nó dễ hơn, thì em thấy cái bước tiến của mình nhiều nhất ở trong cái vấn đề mà mình giao tiếp và trao đổi cùng với team sẽ là như thế nào? Em thấy khi mà chơi với mấy thằng mà bằng độ tuổi em, cùng lứa tuổi thì em nói chuyện cũng dạng hơn này kia, kiểu sẽ năm hàng ngồi nói hẳn ra vấn đề với nhau luôn, và sẽ có tiếng nói chung với nhau nên em nghĩ sẽ dễ làm việc hơn. Khi mà em mà vào ở DBL thì em Nhỏ. mới kiểu như vâng nhỏ nữa, em không bằng tuổi với các anh kia cho nên em cũng không có tiếng nói trong đó, và em cũng không dám nói, cho nên khi mà nhận xảy ra vấn đề là sẽ giải quyết không được, và không có người đứng ra để giải quyết câu chuyện đó,
cho nên khó mà chơi với nhau lâu dài. Và như vậy là em cảm thấy là ở cái thời điểm hiện tại cái đội hình của Buffalo này nó bởi vì độ tuổi của tụi em bằng nhau và tụi em có cái trọng lượng của tiếng nói nó ngang ngang nhau thì em cảm thấy là dễ vận hành hơn so với hồi trước hả? Đúng rồi, em nghĩ hiện tại bây giờ thì kiểu đội hình này kia sẽ dễ vận hành hơn so với hồi em còn ở DPL. Mà em thấy vậy cũng hợp lý, tại vì cái lần mà phỏng vấn sau cái kỳ chung kết thế giới của Suning á, thì thằng Socket nó cũng có chia sẻ là thật ra nó bên phía tập thể Suning ở thời điểm đó không phải là quá xuất sắc hơn so với những tập thể khác, nhưng mà Socket nó đánh giá một trong những cái thành công là bởi vì tụi nó hợp nhau, tụi nó hiểu nhau đang làm gì và rất là ăn khớp trong cái cách mà trao đổi thông tin và giao tiếp với nhau. Vậy thì cái đội hình hiện tại của Buffalo thì em nghĩ như thế nào về cái chuyện gắn kết ngoài game đó hết mệt? Kiểu như tụi em có thân hay hợp hay là nó như thế nào không để mà giúp cho giao tiếp này nọ các thứ dễ dàng hơn ngoài cái chuyện là bằng tuổi? Có thì thường bọn em sẽ chen và chơi chung nhau và bọn em sẽ ăn cơm cùng nhau các thứ nữa, kiểu làm sẽ làm việc chung thì có gì sẽ giỡn với nhau này kia cho nó gắn kết hơn, hoặc có khi đánh có khi đánh giải thua hay sao đó thì rồi thích thì năm hàng đi nhậu luôn, Giỡn kiểu nào, ngủ giỡn giỡn giống Na Uy ngày xưa không, bắt vô phòng xong rồi lấy này giỡn ngồi ăn chứ ngày xưa đâu quên giỡn gì hay ghê. Rồi đâu em kêu vô phòng đi dẫn chỉ cho em mấy cái thứ đứng trên dơ quá. Ủa nó lớn hơn thằng 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 Quy như tuổi ta? Nó lớn hơn bao nhiêu? đâu hay chín 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 mấy hay là Không biết, không nhớ nữa, chín giờ mấy còn nói đâu chuyện với mình nó 98 luôn, 98 rồi nè. Tôi lớn lớn em 4 tuổi. giờ còn nói Dạ chuyện với nó còn. không? Dạ còn, dạ còn. Còn hả? À, thì nãy đang nói vậy là đội hiện tại có thân với nào? À, tại vì mày là từ thời trước không? Mày là Buffalo từ thời DBL mà cái đội hình hiện tại của Buffalo thì là coi như là mới hoàn toàn luôn rồi. Không phải là mấy thằng từ hồi đó từ từ Young Buffalo rồi đôn lên như như giai đoạn trước thì là mấy anh mới này thì nó như thế nào, có thân với nào hơn hay là cảm thấy tụi nó như ra sao? Ấy tụi nó sẽ bình thường nha, thường trong đây em sẽ thân với mọi người hay nói chuyện nhiều với người thôi, còn trong mấy thằng mới vô thì em vẫn nói chuyện bình thường nhau, chào hỏi cái hơn. Nhưng mà đùa đùa ranh thì có đùa với ai không, hay đùa với ai nhất? Đùa găng em solo, có đùa thì em sẽ đùa với viên pin để tấp gần cho nó dễ phối hợp, còn không thì em sẽ auto solo, em không có đùa. Và bây giờ là bên phòng đó là ngủ chung với ai? Ngủ chung em sẽ ngủ viên pin thì không có máy lạnh, Gì ở ngân hàng không có máy lạnh không ý là cái phòng nó không có máy lạnh, em thích ngủ không có máy lạnh à? Rồi nói chung viên pin. à. Ủa, ngủ chung rừng top này do huấn luyện viên phân hàng bay tự thấy hợp rồi ngủ với nhau. Hợp là ngủ với nhau anh ơi, không Hợp có là phân ngủ chia rồi hết, không? hợp hèn chi thấy gầy quá, gầy quá. À, đang nói gì vừa mấy thằng mới thằng Shogun là ở đội B lên nè đúng không? Mùa này thì có cái sự thay đổi lớn ở bên phía Buffalo, thằng Shogun từ đội nhỏ lên thì nó có Đúng giúp đúng. cho cái việc luân chuyển AD này nó dễ dàng hơn, tại vì nó cũng không phải là người lạ mới mà là đã ăn tập ở trong đội và đẩy lên ở mùa này thôi. Có thì nói chuyện lên thì em cũng vận hành thì kia cũng dễ dàng hơn, lượng tướng nó rộng và khả năng bắn bắn giao tranh của nó cũng ghê, nên kia được đôn lên thằng này nè, thằng này nó kiểu người mới anh, nó lên nó cũng đánh khá là tự tin, nó không có sợ chết hay là không sợ sai này kia, nên nó lâu lâu nó làm nhiều pha cũng nhìn hay. Đánh giá của một người chơi AD đã từng chơi AD xém chút xíu nữa đánh AD chuyên nghiệp thì thằng Shogun em nhận thấy cái gì ngoài cái chuyện tự tin đó của nó thì nó còn cái gì đặc biệt? Ngoài cái chuyện tự tin đó, nó sẽ hỏi, nó không biết gì nó hỏi liền luôn, và nó chịu tiếp thu và nó chịu học hỏi, em thấy cái điểm đó của nó khá là ok. Vậy sau đó Nghĩa nó nói mà em cho nó nói. Ủa mày nhớ cái Dí pha đúng mà không? Anh dí nhưng nhớ mà nhớ tí là anh nhớ hỏi nghiêm túc là cái điểm thời điểm đó có phải là do chỉ là đơn giản là cái clip nó quay nó hơi bị thiếu cái nhiều cái ngữ cảnh xung quanh hay không ở cái tình huống thiếu đó? thiếu cái đầu câu chuyện á, Ừ đó em tự nói nhiên đi chiếu để chiếu giờ khúc để cuối không, mà em tự là tự giải thích câu chuyện là thằng Nghĩa im ta hát mệt. là đó kiểu như nó mới đánh thì kiểu
nó nhìn không có bao quát bằng em, hoặc là không không bao quát bằng em, tại vì em sẽ đã đánh lâu hơn nó rồi. Với đây là cái mùa đầu nó nên những cái pha mà giao tranh hay là tay le gì nó không nhìn bao quát bằng em, cho nên lúc đó nó nói mà kiểu đang thua anh, cho nên trong người nó nóng quá cho nên cũng kiểu la chút chứ không có ác ý gì hết. Mà sau đó hai thằng có nói chuyện với nhau về chuyện đó Có rồi đó, em nói đó, nãy tôi nóng có gì vậy, bỏ qua ok. nói sao thanh kêu nghẹn nhỏ Nữa luôn. gì nữa. Gì nữa, ác quá, em không biết cái gì đâu, em hát tên thôi. Nhưng mà mùa này là này bây giờ nói thêm về cái mùa này của Buffalo nè, thì Ren nó có nói là cái mùa này là một cái mùa mà rất là lạ, tại vì cái mùa hè tụi bay nó kể là trend dựa trên kết quả trend là Ren nó tự tin là vô địch VCS mùa hè, nếu như có đánh rồi thì là thời điểm đó là trend ghê lắm hả, tức là đánh với các đội mạnh trong khu vực đều có kết quả ok hả. Là lúc đó tụi em trên khá là nhiều và trên kết quả cũng tốt nữa, cho nên thì anh Gen nhờ những cái đó thì anh Gen cũng có tự tin, và bọn em cũng có tự tin là có khả năng vô địch được. Nhưng mà vô tới mùa giải thì từ góc nhìn của em thì cái vấn đề nó là như thế nào về việc mà Buffalo ở mùa giải này từ á quân, mà mùa giải này thực ra kết quả nó không tốt lắm khi mà nằm ngoài playoff. Em nghĩ khi dùng giải này là cái lúc mà chuyển đổi meta thì em cũng cảm nhận trong người, em là tự nói với mình là mùa meta mùa A của cặp mid và gừng, kiểu là cái đốt sống của tem á, cái xương sống của tem á, thì mùa này Binz và Foxy nó đã thể hiện không tốt thì bị gãy cái trục mid gừng, cho nên là muốn triển khai top bot thì cũng rất là khó, và tem em đã bị lủng mùa này. Vậy cái tinh thần của team sau mùa này như thế nào? Với những cái kết quả đó thì đội đã có làm những gì hay là những gì mà đội đang trải qua thời hiện tại để có thể hướng tới mùa xuân? Thì sau khi trải qua một mùa vừa rồi thì team em với và riêng cá nhân em cũng hơi xuống tinh thần xíu, và bọn em đã họp với nhau ngồi nói chuyện cái thứ rồi, kiểu chuyện gì qua thì thôi bỏ đi, sẽ cố gắng cùng nhau làm thêm mùa tiếp theo nữa, mùa sau kiểu đánh bay hơn, đánh nhuần nhuyễn hơn, đánh đừng có sợ cái thứ, trong giải đánh như đánh hổ báo hết sức có thể, chứ đừng có đánh dùng này kia nữa rồi lăn đùng ra thua cũng như vậy à. Vậy thì ở mùa vừa rồi thì giống như tức là rất nhiều người cũng nghĩ và em cũng vừa mới chia sẻ là cái vấn đề xung quanh khu vực trục đường giữa với rừng của Buffalo mà em là ngủ chung với Yên Bin, thì em có cảm nhận ở trong mùa giải vừa qua là nó bị rất là nhiều áp lực không? Tức là không không chúng ta không nói về chuyện là thực hư là cái chuyện kết quả chuyên môn của nó như thế nào, mà chắc chắn là khi mà dư luận hướng về nó nhiều như vậy thì em có cảm thấy là nó bị áp lực không? Có thì nó em cảm nhận, em sẽ cảm nhận được đấy, cũng giống như em hồi lúc trước khi mà một tân binh mới lên đầu mùa đánh tốt mà tự nhiên cái mùa sau cái bị lủng bị gãy này kia thì cũng sẽ cái lên kiểu lên mạng đọc trên mạng này kia thì cũng sẽ bị áp lực cái thứ, được ví rồi ngôi sao sáng cái thứ rồi người kế thừa Levi cái thứ, mà kiểu xong đầu mùa mùa sau bị như vậy thì Y bị chang ăn luôn, chửi rất là nhiều. thấy Vâng, giống bị thấy ăn giống y chửi. chang luôn, hồi trước là người người kế tục Gerard xong rồi tới mùa sau gãy giữa chân thì cảm ơn. Vậy thì hồi đó cái khi mà em ở trong cái trận đầu tiên nha, bây giờ thì quay lại cái chỗ đó đi, đầu tiên là khi mà bắt đầu em mới vô cái em thăng hoa như vậy và em bắt đầu chắc chắn là em sẽ nhận được rất là nhiều cái tán dương ở trên mạng xã hội, thì nó có tác động như thế nào tới với em ở trong giai đoạn đó không? Thì lần đầu tiên em đánh xong là về nhà Facebook của em điện thoại thì tin tin quá trời, nhưng mà em cũng không dám thôi, tại em về nhà là em coi là cái trận mà DBL với QG liền, em về nhà em coi thôi, xong cơ quyển khoảng 2 3 ngày sau em mới dám lên on Facebook cái thứ này kia. Rồi thì À, khi on sao mà cảm giác như nào? không, kiểu nói chung là vừa đánh xong đi đó kiểu mình là người xịn nhất ở cái đêm đó luôn á, rồi sau cái quan sao vẫn là một người bình thường thôi. Nhưng mà em có cảm giác là những cái có bao giờ này hỏi thật nha, em có cảm là những cái đó nó có tác động tới tâm lý thi đấu hay là sự tự tin của em không? Tác động cả tích cực lẫn tiêu cực mà em bây giờ nhìn lại em có thể tự đánh giá được. Có kiểu như người nhiều người khen mình em kiểu không có tự mãn ấy, nhưng mà kiểu được khen thì em sẽ thích hơn, giống như cái điểm mạnh của em là em farm đính rất là ghê, em thường sẽ
kiếm chỉ số lính bằng thời gian, có khi vượt hơn thời gian, và em farm lính trong chủ cũng khá là ghê. Thì mỗi lần cứ vô lại coi lại giải, mấy lúc farm lính kia sao sao farm hết quay chỗ hát mẹ farm ghê quá, cái thứ này kia kiểu bình luận viên khen mình á, khoái quá. Thì cái điểm mạnh của mình thì mình sẽ tiếp tục nâng cao điểm mạnh đó lên nữa. Nhưng mà sau cái lúc lên đó thì cái lúc xuống thì sau khi mà em phải đối mặt với một đống những cái lời mà ngôi sao sáng vụt tắt hay là bị tân được tân bốc quá rồi sau đó gãy thì cái khoảng xuống đó như thế nào? Thế em nhìn nhận cái khoảng thời gian mà ngay sau khi mà em có phong độ cao đầu mùa sau đó bị rớt dần á thì cái sau những cái lên thì những cái xuống nó như thế nào? Ở lúc bạn xuống thì em kiểu em chơi game em không suy nghĩ được gì luôn, chỉ một em bị chửi rất nhiều và em chơi game không suy nghĩ được gì cả, và em cứ tối ngủ em cứ suy nghĩ người em bây giờ nên làm gì bây giờ. Thì cũng không có ai mà đứng ra mà chỉ em này kia hay là kêu em làm này làm kia để sửa hay là thay đổi gì hết. Em chỉ biết là bây giờ mình cố gắng đánh nốt những trận còn lại đi, thì mùa sau mình có thể đi đâu đó team khác đó. Mình kiểu vừa trong cái mùa đó là em mang suy nghĩ với em là người mà hại team từ nhà đương kim vô địch này kia cái thứ, rồi xong em hại đi xuống top 4, rồi xong top 6, rồi đánh B luôn. Thì em khá là áp lực về cái những cái lúc đó. Thời điểm đó thì em không có ai để chia sẻ cái chuyện đó hả? Ngay cả lần Dạ Ren, anh vâng. nghĩ là em nói chuyện với Ren nhiều chứ đúng không? Ở thời điểm đó thì team không có người để đứng ra để giải quyết chuyện ha, từ một chuyện của tập thể hoặc là cá nhân luôn thì không có ai đứng ra giải quyết nó, nên không có chia sẻ được gì hết. Giai đoạn đó là cái giai đoạn mà kiểu dạng mọi người đều đang rất là stress luôn á, áp lực rồi các thứ nhiều hướng hướng nữa, rồi cả những người lớn thượng tầng rồi các thứ cũng không có cái phương án để có thể giải quyết được tốt á. Thì cá nhân cái lúc mà em vẫn còn nhớ cái câu nói của em khi mà được phỏng vấn, khi mà thằng Hamed nó bay ở trong 4 trận đầu á, là người ta hỏi ok bây giờ Hamed có hơn so với Zeros chưa. Thì cá nhân ở tại thời điểm đó thì em có một cái, em nhớ có cái tấm hình ở trên VTV là lúc đó em nói là Hamed nó chưa thể nào bằng so với Zeros được, nhưng mà tương lai thì Hamed sẽ là số 1 ở Việt Nam, là một trong những người dẫn đầu. Thì trong một cái khoảng thời gian nó không có dài, đối với em là không có dài, và 2 mùa gần đây thì đối với em là Hamed là một trong những cái top lane tốt của VSET. Mùa trước á, mùa mà bên phía của Buffalo hạng 2 á, em nghĩ là nó tốt nhất hơn so với cả đương kim vô địch là Kiyaya. Còn mùa này thì top 5 nhưng mà bây giờ gọi Hamed tốt nhất thì nó lại hơi kỳ. Đúng rồi, thành tích Top 5 em nhưng mà hồi đối với em thì nào cái tem hãng ví dụ hạng 8 đi mà nói hạng này top hạng 1 không không được được, luôn. không có Không được, được, hạng đúng năm kêu rồi, top không được, hạng không một được. cũng chưa được. Vậy thì nếu mà cá nhân em nhìn nhận lại cái mùa giải vừa rồi thì ngoài cái chuyện là nãy mới đổ thừa mid rừng thì cá nhân mày nghĩ là mày có thể làm gì tốt hơn cái mùa giải này mùa giải sau để có thể đẩy cái team này quay lại top 4 lại? Thì cá nhân em mùa này em cũng phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn mùa trước thì để có thể kéo lại được mid với gừng mình mùa này, và mong chờ sự thể hiện của tụi nó mùa này nữa. Tụi nó đánh tốt thì cả team đều tốt lên theo. Thì hồi nãy anh muốn hỏi cái ý là cái thời điểm mà em bị cái lên xuống và những cái dư luận nó ném đá như vậy thì em không có người nào để có thể chia sẻ hay là giúp cho tìm ra phương hướng giải quyết, thì anh muốn hỏi là cái giai đoạn vừa rồi thì em có nói chuyện với thằng Vinzay nhiều không, để thằng Vin nhiều không để giúp nó là vượt qua giai đoạn đó, em có cảm thấy là mình có thể làm được gì hay là em đã làm được những gì không? Nó vừa đến xong mùa đó thì em kiểu cũng ngồi nói chuyện đó, em rủ nó đi uống nước nói chuyện cái thứ này kia, em cũng kiểu inbox nó là gì gán cố gắng đánh đi mùa đầu à, tại mày là thằng binh mày bị áp lực này kia thì tao cũng hiểu, tại tao từng người là bị như vậy rồi, cho nên cứ dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi, đừng có đặt nặng trong đầu. Gán cố gắng đánh mùa sau rồi tiếp thu nhiều kiến thức vô rồi là mình sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi, chứ không có gì nặng nề hết. Như vậy là cũng ok đó, tức là em đã biết được là mình đã trải qua như vậy và em cũng đã có những cái lời khuyên dành cho nó. Và đúng thật là anh cảm giác là cái tình huống của nó rất là giống với em. Cái mùa đầu bùng nổ xong sau đó tự nhiên tới mùa tiếp theo lại xuống. Và chia sẻ để giúp nó có kinh nghiệm vượt qua như vậy là rất là tốt. Mà cái đội hình hiện tại của Buffalo thì như em nói là ngang tuổi nhau và rất là cân bằng, nhưng anh vẫn có cảm giác em chắc chắn sẽ là người có một cái tiếng nói có trọng lượng nhất đúng không? Tại vì cơ bản là em đang là người có nhiều kinh nghiệm nhất của đội.
Thì em có cảm thấy là phần nào đó mặc định là mình sẽ là một người phải có thể gọi là lead của cái đội hình Buffalo này không? Nói sao tại cái này có nói quá à, anh lưu hỏi hỏi lại luôn. Tức là em có cảm thấy là em có một cái trách nhiệm gì đó lớn hơn một chút xíu với cái đội này không? Tại vì thực ra em là người có mặt ở trong đội lâu nhất, và kiểu như tuổi tuổi đời tuổi nghề thì tuổi đời chắc không, nhưng mà tuổi nghề thì là em dày dặn nhất trong cái đội này rồi. Kiểu đến bây giờ thì Buffalo đâu đâu có gọi là có đội trưởng đúng không? Hamed là đội trưởng Có rồi. em Gọi là là đội trưởng trưởng. đó thì anh đang hỏi là cái em có cảm nhận được cái vai trò đội trưởng của mình ở trong đội hình không? Có chứ, một phần kiểu phải làm cái gì cũng nhiều hơn tụi nó, phải quan tâm những cái thứ đó, mà lâu lâu em cũng không có hay để ý nhiều, em sẽ kiểu tập trung vô em nhiều hơn, kiểu lâu lâu không để ý xung quanh cái thứ nữa, nên em phải sửa Em nói lại đi. cái tính đó của em. Tại vì thực anh nói cái này, tại vì trong cái đợt vừa rồi nói chuyện với Gam thì có cái chia sẻ đến từ Gam là, và tại sao mà anh nghĩ một phần nào đó có thể giúp cho Gam thành công là bên Gam có nói rằng Levi kiểu như là có một người đội trưởng thực sự, một người đội trưởng có thể là dẫn dắt đội thì nó thực sự nó vẫn tốt trong cái môi trường mà thể thao tập thể thì nó vẫn tốt. Thì anh nghĩ anh muốn chia sẻ đây để cho cá nhân em cũng như là các đội biết là nếu như có một người đội trưởng tốt thì nó sẽ có cái tác động tích cực như thế nào với đội, những gì mà Gam đang có. Thì anh muốn hỏi thì là để cho em tự chia sẻ về cái vị trí của mình trong đội là như vậy. Thì theo em về mặt là mình làm đội trưởng là cái gì, kiểu trước khi ai chẳng vậy thì mình kiểu phải đùa giỡn với tụi nó, là boost tinh thần cho tụi nó lên đánh á, để trong trong giải trong trận đấu thì cho tụi nó có tinh thần thoải mái mái nhất để chơi game. Nếu mà có lỡ thua thì kiểu cố gắng động viên tụi nó, chứ không phải kiểu như năm hàng bình thường rồi kiểu thua rồi im nghe cái. Ừ, tính ra là gọi là ở những cái đội ở Việt Nam á, ít có một cái kiểu người là kiểu mẫu đội trưởng mà có cái dịch toàn diện như là Levi á. Tại vì cái đợt mà em coi cái clip thì Levi cũng có chia sẻ về những cái góc nhìn khi mà đánh ở trên cái thế thua, là Levi có chia sẻ nó cũng rất là trực quan, kiểu dạng Levi chia sẻ là ok bây giờ mình nên rơi vào cái thế thua, cái lượng tầm nhìn của mình nó thu hẹp dần, mình không có suy nghĩ được gì ra những cái thứ ở trong game nữa, và thậm chí là xa hơn ở những ván thi đấu sau nữa. Thì Hamed thì càng ngày càng lớn rồi. Giai đoạn vừa qua là giai đoạn mà cá nhân em thấy là Hamed nó tiến bộ rất là nhiều về mặt bản lĩnh, về mặt kỹ năng, rồi về mặt chăm sóc cho team nữa. Hy vọng là Hamed sẽ tiếp tục phát huy hơn, tại vì cái con đường phát triển của thằng thằng Bi nó còn ở đường trên còn nhiều, còn cơ hội phát triển còn nhiều. Linh thì nãy Linh cũng vừa nhắc lại là Linh từng kêu, từng nhận xét là sau này HMET sẽ hơn Zeros đúng không? Hồi đó thì chưa, nhưng mà cá nhân của Linh thì thời điểm hiện tại là ở mức nào so với Yên Lộc rồi? Đánh giá của một người đã từng đứng sau giờ mà hai thằng đánh. Nếu như để, tại vì dạo gần đây thì em không có cơ hội để dòm thằng Hamed đứng sau đánh và thu hồi với nó, thì mình phải chơi lane của mình thì mới coi nó đánh được. Nhưng mà trước giờ mà để gọi là có một cái thằng mà đứng sau mà coi nó chơi game mà cảm giác là hưng phấn là đúng là có thằng Lộc. Còn bây giờ Hamed thì chưa 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 biết chưa biết Hamed thì nó cũng thiên về tấn công nhiều, cũng thiên về đồ các thứ nhiều, nhưng mà để gọi là lứng luôn á là chưa. Chưa 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 đủ để Chưa 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 lên lứng, mặc dù ở đưa lên lên cao thủ. không biết dạo này ha, tại vì không đứng sau nên không biết nha, nhưng mà nói chung là Abed thì cá nhân em thấy kỳ vọng nhiều. Thôi chắc là chuẩn bị tới giai đoạn cuối thì anh sẽ hỏi về cái sự chuẩn bị của Buffalo ở giai đoạn này. Thì giai đoạn này thì chắc là mọi người đang rất là xôn xao về chuyện tuyển mid của Buffalo, thì anh muốn hỏi là hiện tại cái tình hình nhân sự của Buffalo ở giai đoạn này nó như thế nào rồi hết mẹ? Giai đoạn tình hình này tuyển nhân sự cũng ổn, anh giờ sẽ mùa này ở UB sẽ tới 3 mid rồi. 3 mid luôn. Là Vâng, thằng sẽ thằng là S hai, với lại hai thằng mới nữa. vâng đúng rồi, sẽ là hai thằng tránh lượt đi trước, lượt về sẽ bổ sung thêm một thằng nữa, Là tổng cộng 4 mid hả? ba Là ba lượt thằng đi là tránh sẽ có hai thêm lượt một lượt thằng, lượt xong đi. rồi lượt về đủ tuổi thêm một thằng nữa để bổ sung như lượt về của mùa xuân 2022. Đúng rồi. Là tổng Hai cộng sẽ sẽ mùa là giải sau sẽ sử dụng 3 mid của ba Buffalo. mít hai gừng 3 mid 2 rừng. dữ vậy Vâng. là Ghê vậy, đăng ký hết rồi. thêm một AD bên Trung về Là bên bên Buffalo nữa hả? nữa, một một AD bên Trung Quốc mới về. Ở đây bên dưới. Có luôn hả? Có Chừng nào công bố?
sẽ công bố sớm nhất thôi. Mày ơi, mày nói đi, mày giấu số đá còn lại ở đâu? Linh chơi chưa Qua đi với đủ. em đi, em chỉ cho. Qua đi với em chỉ cho, em chỉ số đá còn lại em giấu ở đâu. Ghê vậy. À, nhưng mà cái vấn đề như thế này là trong cái mùa vừa qua thì theo như em thấy là những cái đội tuyển của Việt Nam tiến bộ nhiều là bởi vì em nghĩ một phần nha, bởi vì là họ có được những cái lịch book với nhiều cái đội tuyển xịn hơn. Là trước giờ mình toàn book với LMS với lại với Nhật Bản là chính. Còn bây giờ thì trong cái mùa vừa rồi là hầu hết những cái đội tuyển ở Việt Nam đều train với được EBL, thậm chí là SK, và những đội tuyển mà cũng cũng ngon á, cũng hàng đầu á. Thì trong cái vai trò là tuyển thủ thì không biết là bên phía của Hamed thì có cảm nhận là khi mà mình chơi với những đối thủ xịn như vậy thì cái trình độ của mình có được tăng tiến theo không? Dạ, theo em thì khi mà chơi được những tuyển thủ rồi, trình độ mình và về kỹ năng đọc map của mình và kỹ năng giao tranh BK 5 năm cũng sẽ tăng được một chút, nhưng mà ăn hành thì nhiều hơn. Là kêu là chen ăn hành à? Ăn hành nhiều hơn so với lại mùa hè hả? Dạ vâng, đúng rồi, thì mình ăn hành nhiều hơn để mình khôn hơn xíu nữa. Nếu mà mình đánh với nó mà mình bằng hàng ngang đó thì mình không học hỏi được gì nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung là bây giờ em đánh giá như nào về cái tình hình về bổ sung nhân sự rồi mùa giải mới có bắt đầu đặt mục tiêu cho cái đội hình mới này chưa? Hay là bây giờ mới chỉ dừng lại giai đoạn là đánh tốt hết sức có thể bắt đầu mùa xuân 2022 thôi? Em nghĩ em biết sao, nhưng mà em riêng cá nhân em mùa này em đặt mục tiêu cao nhất, là mục tiêu tối thượng luôn, là chắc là sẽ phải vô địch. Còn team em thì riêng từng cá nhân mỗi người em chưa biết, và hiện tại mục tiêu em nghĩ của team em mời sẽ là đánh tốt nhất có thể thôi, cả team. Rồi, Linh còn gì hỏi không? À, thì chắc là hỏi thêm chút xíu về cái meta thời điểm này đi, tại vì trong những cái giải vừa qua là có dấu hiệu chuyển dịch xuống đường dưới nhiều, không có còn carry như là khoảng chừng 1-2 năm gần đây ở khu vực đường trên nữa. Thì với cái lối chơi chuyển dịch đó, hoặc là Hamed nghĩ như thế nào về cái chuyển dịch đó, và liệu rằng cái khu vực Việt Nam nó có phải là khác biệt hay không? Khác biệt ở đây là mình vẫn đánh lên cánh trên được, mình vẫn thắng, mình vẫn áp đảo, hay là nó sẽ bắt kịp dần với cái meta của thế giới là chuyển dịch xuống cánh dưới, phụ thuộc vào cánh dưới nhiều hơn. Em nghĩ nếu chuyển dịch phù hợp vào cánh dưới thì càng tốt. Thì em rất là kiểu như nãy em nói đó, em sẽ thích những hàng ở đây, em sẽ xanh nhất đến mức nhiều nhất có thể để có thể gánh được cái tem. Còn mà đánh trên thì càng tốt, tại em tự tin em có khả năng carry nguyên cái game này được. Là kiểu Với lại dạng là kiểu dạng em mà với lại không mùa sau có nhiều tướng top khá là kỳ lạ đem lên, với không có đem Tele nữa. Em nghĩ mùa sau em đánh từ đầu mùa giải tới cuối mùa giải em không đem Tele luôn, nên mùa giải meta sau khá khá thú vị. Ủa vậy là bữa giờ em có coi cả em, tại vì anh thấy thật ra hiện tại nha thì vẫn cầm top cầm tê lê khá là nhiều, Vâng. đa phần vẫn vẫn cầm tê lê, chỉ trừ một số kèo nha, kèo con Tryndamere với lại con Ray thì hai thằng đánh nhau là cầm top hành thôi, chứ còn lại vẫn cầm tê lê khá nhiều. Tại sao cá nhân em nghĩ là bây giờ em sẽ không cầm cái tê lê nữa, em cầm dịch chuyển ha, ấy là cũng cầm thiêu đốt à. Em thì cái đe 10 sau 14 phút thì nó mới gây được nhiều biến số này kia, sẽ tele vô lính các thứ. Còn trước phút 14 thì chỉ có thể là farm này kia thôi. Còn nếu mà em muốn chơi trên cơ đối thủ thì có thể dùng những cái bell như thiêu đốt này kia, chỉ về thiêu đốt màu máu lá trắng các thứ để em chơi hắn nguyên cái lane của em luôn, làm đẩy tới một đường luôn. Vậy em nghĩ là meta sắp tới thì em sẽ có thể là bởi vì không có dịch chuyển cho nên em sẽ tự thắng đường trên được, không bị can thiệp. Em sẽ quyết tâm là không cần dùng dịch chuyển ở mùa tới. Dạ Nhớ thì nha. cái kiểu góc nhìn của Hamed chắc là thấy meta hướng xuống dưới rồi rừng rừng của địch đánh xuống cánh dưới nhiều, xong rồi tự nó hành một thằng kia ở đường trên, kiểu kiểu là như vậy. Nhớ nha, con Win thiêu đốt mạnh lắm nha Rất mạnh. Hamed. Không, nhưng mà thật ra thì nãy giờ là anh biết nói cũng biết là những cái con tướng mà kiểu dạng nó thiên về đường trên nhiều rồi, trong giải đấu vừa qua thì cũng xuất hiện có một vài những con tướng thú vị, rồi hy vọng là sẽ có màn trình diễn tốt đến từ Hamed. Rồi chắc này chắc hỏi thêm chút xíu đi, một số cái giải đấu đang diễn ra hiện tại có hai giải đấu đang diễn ra thôi, là quan trọng là LPL với LCK, thì cá nhân em đang nhận thấy là cái bên LCK thì nhận định của em về mùa giải này như thế nào,
sẵn tiện hỏi góc nhìn của một người chơi chuyên nghiệp. Em thấy dễ em sẽ game mùa này kiểu họ đánh kiểu cũng xào trộn khá là ghê. Thì chị em coi trận giữa Genji với DK thì coi bên Genji họ họ đánh kiểu họ dồn dập rất là ghê. Họ kiểu đánh một phần bây giờ bên LPL LCK đánh khá giống là bên LPL, không còn đánh kiểu như là kiểm soát hay phân hòa như lúc trước nữa. Bây giờ họ có tài nguyên họ sẽ tận dụng để nhanh nhịp độ trận đấu lên và kết thúc trận đấu luôn. Vậy mùa giải này em đánh giá bên LCK như nào? Ba thằng top đầu T1, Genji với lại DK thì em nghĩ rằng cái đánh giá của em về ba đội này, thằng nào sẽ có khả năng vô địch cao? Đánh giá của em ba này em nghĩ T1 sẽ có khả năng vượt cao tại vì em thích thằng top của nó. À, rồi hồi nãy nghe nãy là anh chuẩn bị biết câu trả lời là coi đường trên LCK, coi mỗi rớt là Nuguri thì bây giờ đang không đánh à, cũng cũng Rồi. học theo anh Linh mày là fan T1 đúng không? Còn T1 với có coi của Do, em coi Doran nữa. À. Bên Genji em có coi Doran. Rồi, thì thôi tới giai đoạn cuối này em có còn muốn chia sẻ gì trước khi chúng ta kết thúc buổi phỏng vấn này nào? Quan chị thế là chị chia sẻ kiểu Ý là có sao muốn còn còn gì muốn nói không hay là kết thúc buổi phỏng vấn này, anh này bị chắc bị thói quen phỏng à vấn rồi đúng rồi còn VTV. à khi nào có mà VCS mà có review thì anh luôn nhớ coi em tại vì Ok, bữa hôm mày có nhắn tao anh trong cũng hay coi. Chắc chưa, mày chắc chưa, lu khen mày tới luôn con. game Đó, tại vì bữa hôm em cũng nghe là gì anh luôn bình luận là kêu chừng nào có review thì tôi sẽ coi thằng hết mẹ, tại vì em mong rồi. là nào có thì anh sẽ coi. Ừ ok, chắc chắn có review thì anh sẽ rất là muốn coi rất là nhiều ở viên, nhưng mà mày là sợ một trong số thằng đầu tiên coi, anh sẽ để lại cái tin nhắn in game đó, khi nào có thì anh sẽ bật lên coi, đảm bảo là như vậy. Còn ok, cảm ơn Hmed đã tham gia buổi ngày hôm nay, thì hy vọng là khoảng thời gian sắp tới thì sẽ có nhiều cơ hội hơn để chúng ta có thể trao đổi, tại vì thật ra ngày hôm nay thì coi là lần đầu tiên anh với em nói chuyện chính thức với nhau, lần trước rồi đánh Aram vô gánh ván xong rồi đi cũng chưa có nhiều thời gian nói lắm, thì anh nghĩ là tới lần sau thì chúng ta sẽ có thể trao đổi về chắc là chuyên môn nhiều hơn. Tại vì anh cũng cảm giác là cái góc nhìn của em về game nó cũng sẽ khá là thú vị, và chắc là phải cần thêm thời gian để kiểu anh em nói chuyện với nhau rồi Linh mồi mồi thêm một xíu nữa để những cái số sau nó sẽ mượt hơn. Rồi, cảm ơn Ok. em. À, bye bye, Bye 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 mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi tập show này. bye. Ok, bye em. Bye bye.